Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ xin chia sẻ đến các bạn và các cháu làm món nước mát. Nguyên liệu để nấu nước mát gồm có: đây là lá dứa này, và lá mã đề. Đây là hai bó lá dứa và mã đề. Và đây là cỏ chanh. Cỏ chanh này thì họ cho rất là ít. Và đây là hai khúc mía lau. Và đây là rau húp giòi. Và đây là rau bắp. Và đây là 100g đường phèn. Một trái la hán quả. Trước tiên là mình đi lặt rau. Mình nhặt những cái rau nào mà nó úa thì mình dục đi. Đây là rau húp giòi. Mình mua tất cả là 10.000, nhưng mà rau bắp á, thì nó cho rất là ít. Và mình cho thêm la hán quả và đường phèn. Cái rau này nó rất là dơ nhưng phải rửa kỹ. Theo mình rửa rau bắp, và mình mua thêm 2.000 rau bắp ở ngoài, mình bỏ thêm vô cho nó nhiều. Rau bắp của nó thì rất là ít. Đây là lá bắp. Rau bắp này cũng rất là dơ cho nên mình phải rửa kỹ. Tiếp theo mình rửa lá dứa và mã đề. Lá dứa thì mình phải rửa từng cọng một như vậy này, vì trong lá dứa nó rất là dơ. Mã đề cũng rất dơ, rau mã đề cũng rất là dơ, cho nên mình phải rửa kỹ. Ta có thể xé ra, ta rửa cho nó sạch, vì nó sạch ở trong cái kẽ này. Những cái dơ nó nằm trong kẽ này. Và mía lau thì mình dùng con dao mình cạo về này, nó sạch này. Ta có thể mua cái bố trừ son mới á, ta rửa cho nó nhanh. Nó mình rửa rất là nhanh, mua cái bố trừ son mới. Cái trái la hán quả thì mình cũng phải rửa qua nó đi cho nó sạch khỏi bụi. Và bây giờ mình chuẩn bị một nồi nước, sắp sôi rồi,
mình bỏ vô đây là mía lau với lại rễ cỏ chanh vô trước, tại vì những thứ này nó cứng á thì bỏ vô trước. Và đây là rau bắp, mình bỏ rau bắp vô. Và mã đề, mình cũng bỏ mã đề vô. Mã đề nó cũng dai lắm cho mình bỏ mã đề vô. Và mình đun lửa to. Và bây giờ cái nồi rau bắp và mía lau của mình nhá, sôi rồi thì ta để lửa nhỏ. Và bây giờ cái nồi này của mình sôi được 5 phút rồi, mình bỏ cái cọng hút giòi vô. Vì cái cọng hút giòi này nó cứng lắm. Và bây giờ cái nồi rau bắp của mình sôi được 20 phút rồi. Mình cho lá dứa vô. Và rau hút giòi vô. Và mình cũng cho lá hán quả vào luôn. Và bây giờ mình cho lá hán quả vô. Và lá hán quả nếu mà mình mua được cái ruột nó đen á, thì là lá hán quả già. Và mình cho thêm một trái nữa là hai trái để cho nó ngon. Và mình có thể cho một trái vẫn được. Đó, mình bẻ ra mình cho vô. Ta có thể cho thêm thục địa để cho cái nước màu đẹp, nhưng mà hôm nay nhà mình quên không mua thục địa cho nên là mình không cho thục địa. Cái lá dứa này thì mình không nên đun lâu quá, vì mình đun lâu thì nó sẽ nồng, cho nên mình chỉ đun 10 phút thôi. Và nồi nước mát của mình sôi được 30 phút rồi thì ta tắt bếp và ta vớt những cái thứ này ra, vớt những cái mình bỏ ra. Và mình vớt những cái xác này ra. Và cuối cùng là mình cho 100g đường phèn vô. Và mình cũng cho một xíu muối vô để cho nó đậm đà. Và mình bật bếp lên, mình đun cho nó sôi. Và bây giờ đường của mình sôi rồi, đường của mình tan và nước mát của mình nó lại sôi lại rồi, ta tắt bếp. Và mình đem ra mình để cho nó nguội. Và đây là tô nước mát mình mới nấu xong. Và rau bắp thì mình mua thêm, mình mua ở chỗ bán bắp thì nó sẽ bán rẻ hơn. Nếu ta ra chỗ lá sông thì mình mua mắc hơn. Và cái nguyên liệu này thì mình mua ở trong hàng hàng rau, mà chỗ hàng bán lá sông. Còn la hán quả thì mình mua ở trong tiệm thuốc bắc, hay ta có thể ở trong nguyên liệu bán trà sữa, hộp đựng cơm, hộp đựng bánh tráng trộn thì có la hán quả. Ta có thể cho thêm thục địa, nếu ta không có thục địa ta có thể cho la hán quả vẫn ngọt và vẫn ngon. Và phần nguyên liệu thì mình sẽ để ở phần nhận xét và phần ghi chú. Còn lá dứa thì mình không nên nấu lâu, vì nấu lâu thì nó sẽ bị nồng, cho nên là mình không nấu lá dứa lâu. Và ta có thể tăng thêm mía lau, hay ta có thể tăng thêm rễ cỏ chanh thì nó sẽ ngon hơn. Và đây là ly nước mát của mình. Ta có thể bỏ trong ngăn mát tủ lạnh, hay ta có thể cho thêm đá uống. Rất ngon, trời nóng này mà có ly nước mát uống, mình để trong tủ lạnh hay mình bỏ đá uống vô thì rất là ngon. Và ta có thể nấu đường cát cũng được, và đường phèn cũng được. Và đường phèn này là đường phèn đã xay rồi, mình mua là 25.000 một ký, hình như là 25.000 một ký, tại vì mình mua chung nhiều thứ cho nên là mình không nhớ. Và đường phèn này thì rất là sạch, cái đường phèn cục cục thì nó có chỉ có dây,
thì nó không có ngon, còn đường phèn này họ đã xay rồi và rất là ngon. Vậy là video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Nếu các bạn và các cháu thấy hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Và nếu ai không có đường phèn thì ta có thể nấu đường cát vẫn được.